Xin chào các anh chị, rất vui được gặp lại các anh chị trên khung giờ 20 giờ thứ ba, thứ năm và thứ bảy trên kênh Trần Minh Kiên Official, nơi anh chị có thể cập nhật được những video mới nhất về nhà đẹp Bình Dương, đất nền Bình Dương cũng như là kinh nghiệm và kiến thức nghề môi giới bất động sản. Và hôm nay thì Kiên đang có mặt ở phường Phú Mỹ, mặt tiền của đường DX43. Hôm nay Kiên sẽ giới thiệu đến cho anh chị một cái căn nhà phố một trệt một lầu thuộc mặt tiền của đường DX43 này. Và để xem căn nhà phố hôm nay Kiên giới thiệu ra sao, bây giờ Kiên mời anh chị cùng Kiên đến phường Phú Mỹ, đường DX43 và để tham quan review cái căn nhà phố này anh chị nha. Xin mời anh chị. Và hiện tại thì Kiên đang có mặt trước phần sân của căn nhà. Phần sân cực kỳ rộng, chúng ta có thể để được ô tô 7 chỗ, bán tải, 5-6 chiếc xe máy. Bên này là được trang bị những cái chậu hoa kiển rất là xinh xắn. Bây giờ Kiên mời anh chị cùng Kiên vào bên trong căn nhà để tham quan chi tiết căn nhà anh chị nha. Xin mời anh chị. Và trước mắt anh chị là không gian của tầng trệt. Tầng trệt của ngôi nhà thì bao gồm một phòng khách kết hợp với không gian bếp, phía sau là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Bây giờ Kiên mời anh chị cùng Kiên tham quan chi tiết ở cái tầng trệt này anh chị nha. Và trước mắt anh chị là không gian của phòng bếp. Phòng bếp của chúng ta được thiết kế khá là năng động, khá là ấn tượng, với một cái dãy tủ gỗ sơn trắng rất là tuyệt vời, mặt tường ốp kính màu xám nhìn rất là sang trọng. Riêng cái mặt bếp thì được ốp đá hoa cương đen dày dặn và chắc chắn. Phía dưới là tủ gỗ anh chị nha. Khu vực đây là chậu rửa. Bây giờ Kiên mời anh chị cùng xem chi tiết ở phòng bếp cũng như là chúng ta sẽ vào khu vực ở phía sau, bao gồm một cái phòng ngủ và một phòng vệ sinh anh chị nha. Xin mời. Và đây là khu vực cầu thang để chúng ta lên trên tầng lầu. Anh chị cũng thấy thì cầu thang chúng ta được thiết kế một cái khu vực sát mép bên phải của căn nhà, thì bao gồm tay vịn gỗ, trụ gỗ rất là chắc chắn anh chị ha. Các thanh gỗ được xếp dài. Về mặt chân của cầu thang thì được ốp đá hoa cương đen, đồng thời mặt dựng thì ốp đá hoa cương trắng, giúp cho cái cầu thang trở nên sáng và sang trọng hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng lên trên tầng lầu để xem tầng lầu như thế nào anh chị nha. Mời anh chị. Và hiện tại thì Kiên đang có mặt trên tầng lầu của ngôi nhà. Về tầng lầu thì có kết cấu bao gồm một cái ban công phía trước Kiên đang đứng nè, bên trong là hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, phía sau phòng ngủ là một cái sân sau. Bây giờ Kiên mời anh chị hãy cùng xem chi tiết trên lầu 1 anh chị nha. Và như vậy là hôm nay một những cái video về nhà đẹp Bình Dương, Kiên đã giới thiệu đến cho anh chị một cái mẫu nhà phố một trệt một lầu tại phường Phú Mỹ, và đó là mặt tiền của đường DX43. Căn nhà chúng ta được xây dựng trên diện tích đất là ngang 4m77, chiều dài là 20,5, tổng diện tích là 99m vuông, trong đó có 60 thổ cư. Căn nhà chúng ta được xây dựng theo kết cấu là một trệt một lầu, bao gồm một cái sân ô tô phía trước, bên trong là phòng khách kết hợp với không gian bếp, phía sau phòng bếp là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Trên tầng lầu thì bao gồm một cái ban công phía trước, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một ban công phía sau. Căn nhà chúng ta có hướng là Đông Bắc nên sẽ rất phù hợp cho các anh chị thuộc hướng Tây Tứ Mệnh. Riêng về phần giá thì Kiên sẽ để trong phần mô tả video, anh chị cùng xem và cập nhật ở bên dưới nha. Nếu anh chị thấy video hữu ích, xin hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem cũng như biết đến cái mẫu nhà phố này. Đặc biệt anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm luôn tín hiệu chuông để mà chúng ta nhận được những video mới nhất về nhà đẹp Bình Dương, đất nền Bình Dương. Và hôm nay Kiên xin dừng cái video tại đây. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.